Cuối năm rồi lừa đảo nhiều lắm nha anh em ơi. Mình có mở cái cửa hàng nhỏ ở Gò Vấp á, mình bán mấy cái đồ lặt vặt á. Mình đăng ký cái hộ kinh doanh thôi. Thì chuyện cũng không có gì lớn lao. Thì thường mình hay cũng hay đặt đồ bên mấy cái chỗ mà cái người ta cung cấp sượng sỉ á, thì người ta cũng giao mấy cái đồ lặt vặt cho mình. Thì bữa đó có một số điện thoại gọi cho mình, nói là có giao mật ong, kêu là chú Bình, phó chủ tịch phường 17 Gò Vấp. Thì mình nghe phó chủ tịch phường thì mình cũng kêu là chắc là mấy chú này bán thêm hay gì á, mà cũng như là dạng mà thấy có danh sách mình cũng có buôn bán á, mình cũng không có chưa có đi tiền gì hết, chắc là mấy chú này muốn kiểu như là muốn gửi rồi bán cho mình hay sao á. Mình cứ hỏi kỹ lại là ủa em nhớ là em đâu có đặt gì đâu anh. Thì cái anh đó cứ kêu là cái này của chú Bình gửi qua, anh không biết đó, anh đem 4 cái bình mật ong qua cho em nè, kêu là 1,5 triệu. Thì mình kêu thôi 1,5 triệu thôi, lấy đại đi, mất công đụng tới mấy người chức quyền nó cũng mệt, coi như ủng hộ đại. Thì cái lúc mà nhận xong đưa tiền xong kiểm tra thì toàn nước đường không à, thấy có bỏ mấy cái sáp với mấy con mèo kêu ghê quá, buồn ghê. Cuối cùng mới đi hỏi mấy anh em, thì phường đó không có ai tên chú Bình hết trơn, bị lừa. Cái 2-3 ngày sau cái lại nghe tiếp một cái cuộc gọi ở bên phòng cháy chữa cháy á, nói là phải đi tập huấn rồi mua bình chữa cháy. Rồi mình nghe thì bình thường mình thấy ở công ty thì trước mình đi làm á thì cũng có đi học phòng cháy chữa cháy rồi mua bình mấy bình đó mọi người. Mình không, mới đầu mình cũng sợ lừa đảo, rồi sau người ta nói cũng dữ lắm, cái mình sợ quá, cái mình cũng đăng ký rồi đi tập huấn rồi rồi mua cái bình chữa cháy, chuyển tiền cũng hết 7,5 triệu, bị lừa tập 2. Thiệt luôn, mở cửa hàng ra chứ làm ăn buôn bán gì, đầy đủ cạm bẫy. Cái mình thấy không được, cái mình đi đóng giấy phép. Thì trong cái thời gian mà mình đi lên phường, lên chỗ quân chung á mọi người, để đi đóng giấy phép, thì ngày hôm sau thì mình lại có cuộc gọi, nói là bên thuế nói là bây giờ phải tải app của thuế về để được miễn giảm đóng thuế. Mà không biết sao người ta biết được mình là đi đang đang có hộ kinh doanh rồi rồi đang làm thủ tục đóng lại số thuế không kinh doanh nữa, mà sao người ta biết hay ghê á. Cái người ta kêu là giờ là phải kê khai lại, thay vì 10% còn 8% thôi, kê khai sai phạt 20 triệu. Mình mới sợ quá, mình cái người ta kêu là ta qua bên app Zalo người ta gửi cho hướng dẫn cho cách tải app về, mình nghe theo, mình vô mình tải app về, đăng ký tài khoản vô, cái nó chiếm đoạt quyền quyền quản lý cái điện thoại, chuyển hết tiền của mình đi luôn. Giờ cuối năm xui xẻ quá, kiếp nạn 82, 83, 84, 85 luôn, 99, 81 kiếp nạn luôn mọi người. Các anh chị em mà mở hộ kinh doanh hay doanh nghiệp đề phòng, đừng để mấy cái lừa nhúng như mình nha. Đó, 3 cái lừa liên tục luôn, chỉ với một cái hộ kinh doanh của mình thôi. Sợ quá, giờ không dám kinh doanh nữa, về quê chăn bò luôn. Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và bây giờ em đang đứng ngay hồ Con Rùa anh chị ơi. Và hồ Con Rùa sáng nay thì em thấy rằng là có rất nhiều bạn trẻ tới để chụp hình anh chị. Rất nhiều bạn trẻ tới chụp hình ha. Chụp hình ngay hồ Con Rùa có, và chụp hình hai bên đường có luôn anh chị. Ok, bây giờ thì mời anh chị cùng đi một vòng quanh hồ Con Rùa. Rồi chúng ta sẽ tới một cái tòa nhà sau nha anh chị ơi. Đây, cái đoạn này thì có rất nhiều bạn trẻ đang đứng chụp hình Tết nè anh chị. Đây, bên đây một nhóm người đang đi qua đường ha. Đây, mang mặt kính rất là cá tính.
Nào bên đây coi nào. Đó, các bạn trẻ đã chụp hình rồi anh chị. Chụp dân giả cũng có, và chụp chuyên nghiệp cũng có luôn anh chị. Có các vật dụng chuyên nghiệp cũng có luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi tiếp anh chị ơi. Rồi, cái đường này là mình về nhà văn hóa thanh niên nữa anh chị, Phạm Ngọc Thạch ha. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ đi con đường Võ Văn Tần anh chị nhé. Có rất nhiều cô gái xinh, rất nhiều cô gái xinh, chàng trai đẹp anh chị, đây này, cảnh này. Rồi, và chúng ta vừa đi qua hồ Con Rùa nha anh chị. Và bây giờ thì mời anh chị cùng đi về con đường Võ Văn Tần. Đoạn này thì có nhiều bác xe ôm đứng đợi anh chị ơi. Bây giờ thì hãng xe nhiều quá anh chị. Hãng xe thì quá nhiều đi thôi. Cho nên rằng là đợi đến cuối thì cũng phải hơi lâu anh chị. Bây giờ anh chị em công nhân mình thất nghiệp nhiều quá, với lại là nhiều người đi làm, bây giờ thời gian rảnh cũng nhiều quá, cho nên ra đăng ký chạy thêm thì vô tình tạo thành một cộng đồng chạy rác rất là đông, rất là nhiều. Chính vì vậy mà đợi cuối thì khá là lâu anh chị. Rồi, cái tòa nhà mà em cần giới thiệu cho anh chị mà thì nay họ đang bán chính là nằm ngay vị trí này anh chị. Đây là con đường Butter anh chị ơi, đường Butter nha, Butter. Bảo Đức hiện nay thì cũng bán đi rất nhiều tài sản của công ty, nhằm mục đích là năm 2025 sẽ cố gắng trả hết nợ, và đến ngay năm 2026 hoặc 27 sẽ trở thành một công ty không còn nợ nữa trên thị trường cổ phiếu anh chị, trên thị trường chứng khoán anh chị. Hồng Anh Gia Lai thì cũng đã bán nhất là khách sạn Hồng Anh Gia Lai, thứ hai là bán bệnh viện Đại học Y Dược, thứ ba là bán, bây giờ bán là công ty heo ăn chuối luôn anh chị, để trả hết nợ. Ok, đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha anh chị ơi. Ở đây có một khách sạn rất là lớn anh chị. Khách sạn này tổ chức sự kiện và tiệc tùng và các sự kiện ca nhạc được luôn anh chị nha. Quá rộng luôn chị ha. Victory Hotel. Chúng ta tiếp tục đi con đường Võ Văn Tần anh chị ơi.